Rồi, chào tất cả em cầu thủ nha. Với trái đại video ngày hôm nay, bây giờ ngày 10 tháng 6 nha. Thì bây giờ tổng lại mình có 22 mẫu cần. Thì giới thiệu sơ lược những dòng như là ISO. ISO thì đây có từ 5m3, 5m4 đến 6m3 cho mình nha. Khoen lớn, khoen nhỏ. Cần xúc thì tầm khoảng từ 3m6 đến 4m5, 4m2. Chi trong thì có hai khúc nha. 2m4 đến 7, cần tay trong khúc này, Olympic carbon 39. Một số cần lô thì có dòng như là lô máy ngang, máy đứng. Đây xích biển nha, cần cắm gốc này. Một số cần Ikeda đây qua. Một số cần 2-3 khúc cho mình cùng ngâm cô lon C. Có sòng Kenzaki độ cứng cao từ 2m4-2m7, cứng 120 nha. Thì tất cả bên em là hàng Nhật Bản, chúng ta đã qua sử dụng nha. Thì em sẽ báo rõ tình trạng cần trên video. Nên em xem kỹ video nha. Ở đây hỗ trợ được cái gì em hỗ trợ nha. Giống như cần tay, ISO thì em muốn hỗ trợ hạ tay. Cần xúc thì em sẽ hỗ trợ cần hạ pad nha. Trong này hỗ trợ cho anh em mình hết. Hôm nay mình lấy hàng mà muốn đổi trả, muốn cầu một thời gian thì bên em vẫn thu nha, vẫn thu lại cho mình đổi trả hết. Trong hội được cái gì thì bên em hỗ trợ hết mình cho mình ạ. Anh em ở Sài Gòn gần thì muốn nhận trong ngày em ship Grab, hoặc mình có tiện thì mình qua bên tiệm em nha, lấy cũng được. Rồi thì ship code 30.000 một đơn toàn quốc. Thì mã số 1 thì sẽ lên trước cho mình một con cần ISO khoen nhỏ nha, ISO khoen nhỏ. Cái này thì của hãng là Suzumi này, Suzumi. Độ dài con này là 4m5, độ cứng 1.5. 1.5 thích hợp mình câu cảm giác thôi. Đây, con này thì 4m5 nha. Ngọn cần á thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1 ly, ngọn sẽ kèm 1 nha. 1 và có 2 3 4 khuyên chạy cho mình đây. Đây có 4 khuyên chạy nha. Tổng thể thế này, trông lóng lít còn đẹp hết này. Thì phơi con này là phơi carbon xoắn vân toàn thân. Con này bên này hỗ trợ hạ tay xuống tầm khoảng 3H cho mình ạ. Trông cần ra thẳng. Con này đi kèm trong này chỉ có 4 lóng nha này. Trong cái lóng của nó dài nha, 1 2 3 và 4 lóng. 4 lóng cho mình thôi. Thì cái lóng rất là dài nha. Đây, tổng thể thế này. Xiaomi lóng nhỏ thôi. Khoen pad Fuji hết nha. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 185g. Ngọn tầm khoảng 1 ly, mã số 1. Giá 500 như này. Đây 500.000 nha. Ở đây toàn là cần carbon cho mình hết ạ. Mã số 2 thì một con cần ISO. Con này cũng được cần ISO khoen nhỏ luôn. Độ dài con này là 5m3, độ cứng 2. Hàng là hàng China xuất Nhật nha. Có mã code này và tem vàng đầy đủ ở đây. Cần này của hãng Shimano nha. Đây Shimano. Thì bắt là bắt gặp Fuji F6, dàn khoen Fuji, loại xi đất xám. Ngọn cứng á, thì đo cho mình tầm khoảng vào 1.4 ly. Thì độ cứng 2 thì hạ tay ra cho mình tầm khoảng vào 3H nha. Hơn 3H, 3.5H cho mình á. Ngọn sẽ kèm 1 này. Có 2 khuyên chạy cho mình đây. Thì những cái dòng này thì nó sẽ có định vị đây. Nó có định vị các lóng cho mình đây. Đây định vị các lóng cho anh em dắt vào nó khỏi lịch nha. Đây. Tổng thể thế này, có định vị hết đây. Nói chung phôi phít còn đẹp hết nha. Những dòng này rất là hỗ trợ cho mình hạ tay. Ở trong cứng 2 á thì mình hạ tay được rồi, đánh chép này kia nha. Cứng 2 thì ra cứng thẳng tầm khoảng vào 3-3.5H cho mình. Khoen pad Fuji xứ xám, ISO khoen nhỏ của Shimano, tổng thể thì sẽ có sức sơm sơm này. Đây sức sờ ngoài thôi. Trọng lượng con này thì cân được là 210g, mã số 2, giá 600 nha. Đây 600.000 ạ. Số 3 thì một con người ISO khoen nhỏ, con này thì nó sẽ dài hơn nha. Đây, ISO khoen nhỏ. Cái này của dòng là NFT dòng carbon. Độ dài của cần là 6m3 nha, 6m3 độ cứng 2 nha, sau độ cứng 2 cho mình. Phơi carbon xoắn vân thế này. Dàn khoen Fuji xứ xám, ngọn cần thì đo cho mình á, con này ngọn thì rơi cho mình tầm khoảng 1.6 ly. Có là tầm cứng tầm khoảng độ cứng 2 cứng 3 nha, con này hạ tay xuống rơi cho mình tầm khoảng vào 4H cho này. 6m3 4H nha. Thì ngọn thì sẽ kèm 1 và 2 khoen chạy và phơi con này thì phơi carbon xoắn vân thế này. Đây. Thì bên này vẫn hỗ trợ hạ cần tay cho mình hết, còn là 6m3 hạ xuống tầm khoảng 4H. Thì chuyên dụng như này mình đánh hồi dịch vụ được nha. Cái cần ISO á, cái phôi của ISO thì đa số nó sẽ dày hơn là cần tay riêng. Đây, cuốn thêm chỉ chống nổ nữa thì mình đánh thoải mái nha. Đây, khá lắm của nó thì có sức dâm này. Thế này, phôi carbon xoắn vân, khoen pad Fuji xứ xám. Thì những cái dòng đều là hàng nội địa Nhật nha. Nó sẽ cuốn chỉ đây, tay cầm. Đây, tay cầm nữa. Pad gặp Fuji F7, pad lớn. Trọng lượng của cần thì cân được là 410g, mã số 3 nha em. Giá 750, 750.000 nha. Mã số 4 thì ở đây sẽ có một con cần ISO. Con này thì cần ISO khoen lớn. Đây, cần ISO khoen lớn nha. Con cần này thì độ dài của nó là 5m3, độ cứng 3. Hàng Korea xuất Nhật này. Đây, tem vàng đầy đủ đây. Thì khoen lớn thì đa số là bắt vặn nha em. Còn khoen nhỏ thì là bắt gập cho mình. Anh em lưu ý nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám. Con này khoen khí còn đẹp này. Đây, không nứt chân. Thì độ cứng 3 thì nói chung là cũng dạng là vừa cho mình rồi. Hạ tay rồi cho mình tầm khoảng vào trên 4H. Ngọn tầm khoảng 1.5 ly. Họ sẽ kèm cho mình là có 1 và 2 khuyên chạy nha. Đây, số khoen lớn.
Phơi của mình là phơi carbon xoắn vân. Cho anh em lấy tầm khoảng cứng 3 là vừa, còn cứng 4, cứng 5 thì nó sẽ cứng hơn nhưng mà nó nặng nha. Phơi rất là dày. Còn 1, 2 thế là mình cầu cảm giác thôi. Tầm khoảng từ 3H. Còn cứng 3 thế này á, thì ra cho mình tầm khoảng vào 4H trở lên. Cho anh em hạ tay đến chép nha. Những con này bo chép tầm khoảng 5-7kg thoải mái luôn. Đây, phơi rất là dày. Quen pad Fuji xứ xám, hàng Korea xuất Nhật 5m3 cứng 3. Đây, tổng thể này nha. Vẫn hỗ trợ hạ tay. Nói chung hạ tay thì em sẽ cắt cái pad này ra. Nó sẽ lòi cái pad này tôi đi gắn thêm vào thôi. Mình cắt là thì nó sẽ lòi cái carbon này. Y chang vậy nha. Trọng lượng con này thì cân được là 310g, mã số 4, giá 700.000 nha. Để bình giá tốt cho mình. 700 ạ. Số 5 thì có một con cần ISO, con này thì dạng cần súc và ISO khen lớn cho mình đây. Cần này thì của hãng Olympic, mã số là mã số 5. Độ dài của cần là 36 của dòng Black Spin. Đây, dòng Century. Hàng nội địa Nhật nha. Tem và đầy đủ đây. Tổng thể thế này. Thì bắt là bắt lớn, bắt gập Fuji F7, khoen là khoen Fuji xứ xám, dạng khoen lớn cho mình. Ngọn cần thì đo cho mình tầm khoảng vào ngọn 2 ly. Ngọn sẽ kèm 1 này, có 2 khoen chạy nha. Phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Ở trong cần thì kèm trời 4 lóng. Con này hạ tay cũng rơi tầm khoảng 5-6H. Dòng này 36 nha. Cứng này. Cho nên mình muốn hỏi 36-39 á thì em lấy những cái dòng súp á, mình hạ con tay xuống, cho anh em tay to nha. Tay to đến chép này kìa. Rất là ok. Khoen pad Fuji xứ xám 36, con này cứng tầm khoảng vào 15-20 tính theo cần súp nha. Trọng lượng con này thì cân được là 240g, ngọn 2 ly, mã số 5, giá cần là 600 nha. Đây, 600.000 ạ. Số 6 thì sẽ có một con cần lục nha. Con này là cần lục, cần súp carbon cho mình đây. Đây, cần lục nha. Cần này thì thông số của nó nha, độ dài của cần là 39 nha. 39 này, của dòng carbon TFC. Cái con này thì cái pad của nó thì nó được độ lên cao thế này. Anh em muốn hỗ trợ hạ pad xuống bao nhiêu thì phải hỗ trợ hạ pad cho mình nha. Hạ xuống 25-30 gì cũng được thì em sẽ hỗ trợ hạ pad xuống, cuốn chỉ lên cao đầy đủ luôn. Pad là bắt gập Fuji F7 này. Độ dài của cần là 39. Đây, phơi carbon xoắn vân, dạng khoen Fuji xứ xám. Ngọn cần thì đo cho mình là tầm khoảng vào 2.5 ly. Thì độ cứng con này tính theo cần lục thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào EX. EX tầm khoảng 25 nha. 25 EX thì ngọn sẽ kèm 1-2 khoen chạy. Trong phôi phía thì còn rất là đẹp này. Đây, carbon xoắn vân. Con đi kèm cho được 4 lóng. Nói chung các phôi của nó thì còn đẹp hết nha. Con này những anh em tay to muốn hạ cần tay á, nhà trang đồ mà đánh con cá lớn nha, đi biển hay mình đánh chỗ mà cá trê hoặc cá lớn á, thì con này thì ok này. Đây, tầm khoảng 180H cho mình này. Đây, cầm thể được bọc cho mình một cái màn co nhiệt và quấn chỉ hết. 39, độ cứng 25, cần lục carbon. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 400g. Ngọn 2.5 ly, mã số 6, giá cần là 600 như này. Đây, 600.000 cho mình nè. Mà trong phôi phía còn đẹp hết ạ. Số 7 thì sẽ có một con cần lục. Con này thì cần lục carbon luôn như này. Đây, cần lục carbon. Cần này thì độ dài của cần là 4m2 của dòng Big Cat nè. Đây, Big Cat carbon. Khoen pad Fuji xứ xám hết này. Có lẽ ngọn cần á, thì đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Thì độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 25 nha. Tầm khoảng EX. Thì ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này và 2 khoen chạy cho mình. Tính theo cần lục cứng tầm khoảng 25. Đây, phôi của mình là nước sơn nha, màu xanh xanh thế này. Ở trong hàng bãi thì không tránh tình trạng xây xước rồi, nhưng không ảnh hưởng chất lượng của phôi nha. Ở trong hàng đến anh em cứ vui lòng mình tháo ra, anh em kiểm tra thêm một lần nữa. Đúng cần nha. Đúng cần là anh em chốt thì mình có thanh toán tiền của nhân viên giao hàng thôi. Đây, được ship có toàn quốc và được đồng kiểm. Khoen pad Fuji xứ xám, pad là bắt gập Fuji F7. Đây, tổng thể thế này. 4.2, độ cứng tầm khoảng 25. Trọng lượng của cần thì cân được là 395g. Mã số là mã số 7, giá con này là 700. Đây, giá 700.000 nha. Tiếp theo mã số 8 ạ. Số 8 thì có một con cần dây trong. Con này thì cần dây trong 2 khúc. Đây, cần dây trong 2 khúc carbon. Con này của hãng là Suyumi. Độ dài của cần là 2m4, độ cứng 50 nha. Của dòng Alpha King. Hàng nội địa Nhật này, đây, tem vàng đầy đủ nha. 50 thì nó sẽ vừa, sẽ không cứng, không mềm lắm. Ngọn tầm khoảng vào 2.5 ly. Đây, đóng sơ mi chống nổi đầy đủ nha. Và khoen của mình là khoen xích như này. Đây, khoen xích thế này. Con này thì mình về mình có thể ở lên khoen, hay anh em mình luồn cước vào trong mình đánh vẫn được nha. Những con này thì anh em muốn mà đánh vào trong á, em sẽ hỗ trợ luồn cước sẵn cho mình luôn. Thì mình về mình cứ gắn cái máy vào, mình nối dây mình kéo qua là đánh được rồi nha. Đây, thêm mồi hay đi câu ngâm lăn xe đều được. Sau này sẽ có một cái dây buộc Suyumi chính hãng thôi. 2m4, độ cứng 50, trọng lượng của cần thì cân được là 250g, mã số là mã số 8. Giá con này là giá 500 nha. Đây, 500.000 ạ. Số 9 thì ở đây sẽ có một con cần dây trong luôn.
Đây, con này cần dây trong cũng là cần 2 khúc cho mình nha. Con này thì nó sẽ dài hơn. Độ dài con này là 2m7, độ cứng 50 luôn nha. 50 phôi carbon xoắn hai da này. Con này còn rất là mới nha. Đây, tổng thể thế này. Độ cứng 50 thì con này ngọn cần thì đo cho tổng tầm khoảng vào 2.6 ly. Đây, tầm khoảng 2.6 ly nha, đóng semi chống nổ đầy đủ này. Nói chung con này còn đẹp, thích hợp mình về lên khoen, câu ngâm, câu đơn, câu lùa được nha. Những dòng thì lùa gần được, độ cứng cao. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji DPS. Sau này sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Nói chung con này còn rất là mới nha. Thích thì em sẽ luồn dây trước cho mình cũng được nha. Đây. Phôi còn rất là đẹp. Phôi hay da toàn thân. 2m7 độ cứng 50, cần dây trong 2 khúc. Trọng lượng của cần thì cần được là 300g. Mã số 9, giá 500 nha. Đây 500.000. Thì những cái cần câu á, bên em sẽ đóng ống nước đầy đủ hết và dàn xốp đầy đủ như này. Nói chung hàng đến thì mình cứ nhận hàng đụng kỹ một lần nữa, cứ tháo nước ra kiểm tra thôi. Tiếp theo mã số 10 ạ. Số 10 thì đây sẽ có một con cần tay đắp khúc. Đây, tay đắp khúc con này có kèm bao vải nhung kèm cho mình nha. Cần này thì của hãng là Olympic, độ dài của cần là 3m9. Đây, 3m9 phụ kiện thì nó sẽ kèm cho mình là hai cái nắp chụp này và một cái bao vải một thêu cần thế này. Cần này thì nó sẽ kèm cho nó 4 lóng thôi. 4 lóng, độ dài cần là 3m9. Đây, của hãng Olympic nha. Những cái dòng nội địa Nhật này. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm thì được huấn chỉ cho mình. Phôi là phôi carbon, giả vân gỗ vân trúc. Ngọn của cần á thì đo cho mình rơi cho mình tầm khoảng 0.8 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng 3H. Thích hợp cho nên mình vẫy rô, vẫy giết, mày dinh nha. Đều được này. Đây. Cần này kèm 4 lóng, trong các lóng thì còn rất là đẹp đây. Đây, còn đẹp hết cho này. Phôi phía cổ ok hết. 3m9 cứng tầm khoảng 3H, tay đắp khúc của Olympic. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 110g, ngọn tầm khoảng vào 0.81 ly. Mã số 10, giá là 600 nha. 600.000 này. Cứng tầm khoảng 3H thôi, thật là anh em mình rô zip nha. Thật là khô cảm giác ạ. Theo mã số 11 thì đây sẽ có một con cần, con này thì dạng là zip biển nha, zip hoặc mình lùa được nha. Máy ngang cho mình ạ. Rồi thông số con này như sau, cần 2 khúc máy ngang. Cần này có dòng là Kawasaki, độ dài con này là 1.8 nha. 1.8 nội địa Nhật nha, made in Japan. Đây. Con này độ cứng của cần nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào 10H. Đem vào đầy đủ đây, máy là máy ngang nha. Máy ngang. Dàn khoen của cần là dàn khoen Acolyte 3 chân, và chân cao đây, và còn lại khoen nhỏ trên này là khoen lá nha. Đây, khoen lá 1 chân. Tổng thể thế này. 1.8 ngọn của con này sẽ đo cho mình tầm khoảng vào 1.3 ly đến 1.4 ly á. Độ cứng con này tầm khoảng 10H. Con này thì tải mồi tốt nha, ra cho mình tầm khoảng vào 450 g được này. Cần rất là cứng như này. Hai khúc cho mình rất là cứng. Đây, tổng thể rất đẹp nha, vách vặn Fuji. Và dàn khoen là dàn khoen Acolyte và khoen trên là khoen lá. Thì nó xuất kèm cho một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Cái này hơi xét thì mình thích thì mình về có thể tháo bỏ nha. Anh em để về cũng được này. Thì em sẽ gửi kèm cho mình. Đây có dòng Japan nha, Fuji Japan. 1.8 nội địa Nhật máy ngang, độ cứng tầm khoảng 10H ạ. Con này trọng lượng của cần thì cần được là 140g, mã số 11, giá cần là 800. Đây 800.000 nha. Thì đây mình xịt biển, xịt mùi nhẹ tầm khoảng vào 50g là được ạ. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần lô, con này thì cần lô hay khúc máy đứng nha anh em. Đây cần lô khúc máy đứng. Cái này thì của hãng là Suzumi. Cái tổng thể thế này, độ dài con này là 6 feet, là 1.8. Độ cứng là ML nha. ML phôi carbon xoắn vân này. Thông số tải mồi là từ 3.5 đến 12g. Tải cá từ 4 đến 12 lb. Mát tầm khoảng vào 6 ký cá cho mình. Dàn khoen con này là dàn khoen hãng nha. Hãng của Suzumi theo cần luôn. Ngọn cần thì tầm khoảng vào 2 ly. Đây ngọn cần tầm khoảng vào 2 ly nha. Con này gốc của nó sao này, là phôi carbon xoắn caro rất đẹp nha. Đây và cái pad này, pad vặn cho mình. ML thì cũng dạng vừa, nó sẽ không cứng và không mềm lắm. Lùa lóc, lùa chẹm hoặc mình câu mực đều được nha. Đây tổng thể này, 18ML của Suzumi, khoen bắt hãng. Trọng lượng của cần thì cân được là 100g, ngọn 2 ly, mã số 13, giá 350 nha. Đây 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 14 thì có một con cần là cần cắm gốc. Con này thì cần cắm gốc nha, cắm gốc máy ngang cho mình luôn. Đây, tổng thể thế này, thì em sẽ cho thông số trước nha. Cần cắm gốc, cần này thì của hãng là Olympic nha. Đây, Olympic nha. Độ dài con này như sau, 7 feet, 7 feet là 2m1. Thông số tải mồi là từ zip nha, anh em zip biển á, từ 1 đến 3 OZ, rơi cho mình tầm khoảng vào 90g. Đây, còn anh em mà câu lùa thì tầm khoảng vào 1 1/4 OZ tầm 450g. Thì link PE cho mình tầm khoảng từ 0.8 đến 2.5 nha. Đây, dàn khoen của mình là dàn khoen full xích hết. Con này hàng của mình là hàng China xuất Nhật này, có mã code và tem vàng đầy đủ hết. Tổng thể thì con này có rất là mới nha. Đây tay cầm thì được cuốn chỉ này và quay keo hết. Dàn khoen Fuji Shift 3 chân này. Đây khoen Fuji Shift 3 chân. Còn rất là sáng và đẹp nha. Con này độ cứng của cần thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào MH. Hỗ trợ một cái double Fuji Shift chống xoắn ở đây. Là tầm khoảng MH nha. Rất là cứng.
tại mồi 90g thì anh em mình giết được mồi nặng rồi, chẳng hạn nặng như mình rồi nha. Những con tại cá tốt ạ. À. Máy ngang của Olympic. Dàn khoen có mấy là dàn khoen full set máy ngang và bát lắp vặn này Fuji Gold. Tay cầm thì cán mút nha, đây cán mút màu xanh. Fuji Japan đầy đủ nha, con này cần cắm gốc rất là cứng cho mình ạ. À. 2m1, trọng lượng con này thì cân được là 250g, mã số 13, giá là 1.600.000. Đây 1.600.000 nha. Còn là giết biển, anh lắp chạy được ạ. À. Tiếp theo mã số là mã số 14. 14 thì đây sẽ có một con cừng Ikeda nha, Ikeda của hãng Daiwa. Daiwa này, độ dài của cừng là 2m1. Đây Ikeda nha này. Thì con này cái ngọn của mình á thì nó sẽ hỗ trợ này, một cái nắp chụp đây. Đây một cái nắp chụp bằng gỗ nha, kèm cho mình thế này. Thì cái ngọn của cừng là ngọn dấu trong thân cừng, độ dài của nó là 2m1. Cho mình xem nha. Cái ngọn thì còn xin đầy đủ hết này. Có dục cho bảo hiểm đầy đủ luôn. Thì con này hàng của mình là hàng Korea nha anh em. Korea xuất thị trường Nhật, độ dài 2m1, mã code và tem vàng đầy đủ hết này. Bắt là bắt gặp Fuji Starlet Bassin. Ikeda rất là dẻo rồi. Thế là mình câu bè nha, câu bè câu tôm càng đều được này. Đây, câu bè câu tôm càng nha. Ngọn thì dạng là ngọn đặt, ngọn tháp cho mình ở đây. Cái ngọn của nó thì đo nhỏ nhất trên này thì rơi cho mình tầm khoảng vào 0.4 0.5 ly thôi. Rất là nhỏ nha. Ikeda câu cá nâu cá rìa này. Đi câu bè á, câu bè và câu tôm càng đều được này. Đây rất là đẹp nha. Thì con này thì hai khoen đề ba của cần là khoen Fuji, đây khoen Fuji ba chân hết, khoen xích nha. Ngọn thì giấu trong thân cần cho mình. Đây Ikeda của đây qua. Trọng lượng của cần thì cân được là tầm khoảng vào 70-95g, rất là nhẹ nha, chưa được 100g. Mã số 14. Giá con này là giá 900.000 nha này. 900.000. Ikeda 21 của đây qua. Nó sẽ có kèm cho mình là đầy đủ nha. Nắp chụp và dây buộc bảo hiểm đầy đủ này. Đây. Nắp chụp bằng gỗ. 900 như này, 21 đây qua. Tiếp theo thì sẽ có một con cừng là hai khúc. Con này thì đánh bộ lực này, cho nên mình câu bè. Câu bè nha, đánh bộ lực mà câu nước sâu á, câu nước chảy gì từ tầm khoảng từ 300-400g được nha. Con này cần hai khúc, cần của hãng là Ryobi, độ dài là 1m5, độ cứng tầm khoảng 150, hàng nội địa Nhật nha. Đây 1m5. Thì độ cứng ra cho mình tầm khoảng từ 100 đến 150, từ tầm khoảng 150 cho mình. Cái ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha. Ngọn này ngọn đặc thủy tinh này. Tay cầm con này được bọc da và bát là bát vặn Fuji FPS D20. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này, ba chân loại xe đá xám, một khoen dày nha. Khoen này cực kỳ là dày này, đây cực kỳ là chắc chắn ba chân này. Ngọn con này thì là ngọn đặc thủy tinh luôn, toàn thân. Ngọn thì là ngọn 3.2 ly, độ cứng 150. Con này thì mình câu bè nha, câu bè mà câu sông hay câu nước chảy á, xiết á thì đang câu thoải mái nha. 1m5 thì nó sẽ hạn chế, ngồi trên bè là vừa này. Con này trọng lượng của cần á thì cân được cho mình là 400g, nói chung là phôi rất là dày, mã số 15. Giá con này là 600 như này, 600.000. Con này mà gặp cá mà tải cá tầm 20-30kg còn tải được nha. Rất là cứng nha, dạng đi câu biển, câu trên bè cho mình á, 1.5m. Tiếp theo thì sẽ có một con cần là dạng Hechi luôn, Hechi cho mình câu bè, con này là cần hai khúc. Cần này của hãng là Ryobi, độ dài là 2m1, nó kèm cho mình là hai ngọn, một ngọn là cứng 6, một ngọn cứng tầm khoảng 10. Ở trong hai ngọn đều là ngọn cảm giác nha. Hai ngọn đều ngọn cảm giác hết. Thì hàng của mình là hàng Malay nha anh em. Malaysia xuất thị trường Nhật. Đây có mã code và cái tem vàng đầy đủ cho mình đây. Có cái cán gỗ này, có cái này cần carbon. Thì có mình cho hai ngọn kèm. Dàn khoen Fuji xứ xám. Bắt là bắt gặp Fuji F6. Đây tổng thể thế này. Thì hai con ngọn này ngọn rất là nhỏ nha. Ngọn cứng 6 thì đo ra cho mình tầm khoảng 0.8 ly thôi. Còn một ngọn còn lại tầm khoảng 1 ly. Thì nó có quấn thêm cho mình một cái màn bạc gì đó. Cái màn này thì ban đêm á, anh em câu bè mình giỏi thì nó thấy nó phát quang lên nha. Đây, tức thì mình tháo ra để về cũng được. Cái này thì cần thủ trước nó quấn cho mình. Đây, tổng thể thế này. Nói chung hai cần không khác như hai ngọn rồi. Thế là câu cảm giác nha. Đây, cá nâu cá rìa này. Con rất là mềm. Nó chỉ cứng hơn Ikeda một xíu thôi. Đây, hai khúc nha, hai ngọn. 2m1 của Ryobi, cứng 6 đến 10. Trọng lượng của cần thì cân được là 115g, một khúc và một ngọn, mã số 16. Giá con này là 650, hai ngọn nha, 650.000 ạ. Nó sẽ hỗ trợ cho mình hai cái đầu bu full set chống xoắn hết nha. Đây, cần có rất là ok. Tiếp theo mã số con này là mã số 17. 17 thì sẽ có một con cần là Hechi luôn. Đây con này cũng là cần Hechi hai khúc nha. Độ dài của cần là 2m1. Con này thì carbon giả vân gỗ vân trúc này, rất là đẹp. Ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp đây. Đây ngọn đặt ngọn tháp. Ngọn cần cái đó là cho mình á là tầm khoảng vào 1.8 ly. Ngọn đặt ngọn tháp, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 20 đến 30. 20 đến 30 thì nó sẽ vừa nha, không cứng mà không mềm lắm. Dàn khoen Fuji ba chân xứ xám, cho là phôi phía còn rất đẹp nha. Đây, còn rất là sáng này. Hàng của mình là hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ đây.
bắt là bắt cặp Fuji F6, sau này sẽ có cái cán gỗ, trông con này còn rất là đẹp nha. Nên cho nên mình câu vừa, anh em cũng không muốn câu cảm giác hay không có bạo lực á, thì lấy con này là vừa. Nó sẽ là vừa, nó không cứng và không mềm lắm. Hết mỗi cứng tầm khoảng vào 30. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 160g, mã số 17, giá 600 như này. Đây, giá 600.000 nha. Tiếp theo mã số 18. 18 thì có một cần là hai khúc. Con này cũng dạng cho mình câu ngâm này, câu ngâm câu đơn mà câu nước sâu á cho mình được này. Cần của hãng Shimano nha, Shimano. Con này thì phôi nó hơi bị xước như này, nó bị xước sơn thế này. Độ dài của cần này là 1m8 như này. Độ dài của cần là 1m8 cho mình nha. Đây, tổng thể thế này. Đây, 1m8 nha, phôi hai da, nó sẽ xước thế này. Con này thì dàn khoen của mình á là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám. Đây, có lại một cái khoen xứ, khoen này là khoen phát quang nha. Đây, tổng thể thế này. Con này độ cứng cao, ngọn thì là ngọn đặc, ngọn tháp. Đo sát cho mình được trên này là ngọn 2.5 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 80 nha, 18 độ cứng 80. Tay cầm bằng cán mút này, phôi hay da, tổng thể thì có xây xước. Đây, để cho mình giá tốt thôi nha. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 240g, ngọn 2.5 ly, mã số 18. Giá con này để cho mình là giá 500 như này, 500.000 thôi. Đây. Tiếp theo mã số 19 thì một con cần là cần 3 khúc của hãng Alpha Tico nha. Đây, Alpha Tico 3 khúc. Độ dài là 3m3, độ cứng 40. Nói chung 40 thì đối với cần 3 khúc thì cũng dạng cảm giác nó sẽ không cứng lắm nha. Đây, tem vàng đầy đủ này, tem nội địa cho mình, phôi hay da, Alpha Tico. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn nhỏ, nó ra cho mình tầm khoảng vào 2.2 ly thôi. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bua Fuji chống xoắn, đóng semi chống nổ. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân. Đây, loại xứ đá đen xa xích cho mình nha. Đây, 3 khúc. Con này thì ao sông hồ tự nhiên hay là đánh chép á thì tốt hơn. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji Japan cho mình. Sau này sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Đây là mình câu ngâm nha. Đây, câu ngâm của lăn xe được này. Cần là cần 3 khúc. 3m3, độ cứng 40. Phôi hay da. Trọng lượng của cần thì cân được là 340g, mã số 19. Giá con này là giá 700. Đây, 700.000 nha. Tiếp theo mã số 20. 20 thì sẽ có một con cần là cần 2 khúc của Daiwa như này. Đây, Daiwa bạo lực nha. Cái này có dòng là Ken Lab Carbon Kenzaki, độ dài là 2m4, độ cứng 120. Đây, giáp chống đạn cho mình nha. Đây, phôi hay da toàn thân này. Độ cứng 120 thì dạng bạo lực rồi. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 4-4.2 ly như này. Tầm khoảng 4 ly cho mình á. Khoen của mình là khoen Fuji 3 chân, loại xứ phát quang. Khoen này thì anh em đánh là muôn đời nha. Đây. Khoen cực kỳ là chắc chắn luôn. Khoen này khoen dạ quang, chân luồn nữa. Phôi hay da toàn thân. Thì cái pad này là pad zin theo cần này. Còn cái pad này á thì bên Nhật người ta gắn thêm thôi, Fuji F5. Thì anh em thích thì mình về để vậy cũng được, hoặc mình tháo ra bỏ nha. Để em sẽ để cho mình luôn. Và cái cán của nó là cán gỗ, thì những cái dòng này đa số là cán gỗ như thế này. Đây sẽ có một cái miếng cao su bọc lại ở đây, thì bị rớt mất tiêu rồi. Anh em về chế độ cũng được nha. 120 bạo lực, cứng là 200, độ dài 2m4, 120 nha. Đánh tra, đánh chim, đánh biển đều được ạ. Giáp chống đạn Ken Lab. Trọng lượng của cần thì cân được là 390g, mã số 20, giá 1.500.000, 1.500.000 nha. Tiếp theo mã số 21. 21 thì có một con cần là 2 khúc. Con này cũng cứng bạo lực cho mình này, của hãng Daiwa luôn. Đây, Daiwa 2 khúc. Con này của dòng là C-Power, độ dài là 2m7, độ cứng 120. Bạo lực cho này, 120. Hàng Korea xuất Nhật, mã code và tem vàng đầy đủ đây. Con này thì đánh cắt ra các chim, đánh biển đều được nha này. Ngọn con này thì ngọn 3.4 ly. Hỗ trợ một cái đầu bu full xích biển này, 3 chân. Còn lại là khoen của nó là khoen vòm hết nha. Khoen vòm là khoen biển hết này, 3 chân. Đây, nước sơn của rất là sáng. Con này thì mình đánh máy điện này. Hoặc anh em muốn đánh trên bờ mình đánh cá lăng á, đánh cá lăng hoặc đánh những dòng như là cá tra, cá chim. Tầm khoảng từ 15-20kg thoải mái cho mình nha. Đây, 2 khúc, còn rất là đẹp. Cái khoen này thì mình về mình vệ sinh nó sẽ sáng thôi. Đây, cần thì còn đẹp hết. Bắt vặn đầy qua Fuji chính hãng, tay cầm cán mút 2m7, 120. Ngọn lớn 3.4 ly. Trọng lượng con này là 480g, mã số 21. Giá con này là 1.700.000 như này, 1.700.000 ạ. Rồi cuối cùng thì mã số là mã số 22 thì sẽ có một là 2 khúc của Daiwa luôn. Đây. Con này thì 2 khúc Daiwa. Của dòng Hai Bo Combi nha anh em. Daiwa này, độ dài con này á là 2m4, độ cứng tầm khoảng vào 60 nha. Hai con này thì nó cái dòng này tương tự như cái dòng mà của Kenzaki Daiwa cho mình. Đây, Daiwa luôn. Ngọn cơ thì là ngọn đặc, ngọn tháp ở đây. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Đây, ngọn 2.8 ly. Ngọn đặc, ngọn tháp. Thì độ cứng rồi tầm khoảng 6-80 nha. Dàn khoen Fuji 3 chân, loại xứ đá xám. Trong phôi con này rất là đẹp. Hàng của mình là hàng nội địa Nhật này. Đây, tem vàng đầy đủ hết. 2m4.
đến cá tra cá chim, tay cầm cán mút bát vạn Fuji này, FPS 22, cán là cán gỗ, sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm, còn cái cao su đầy đủ nha. Cái con ngay can lắp này thì nó bị mất cái miếng cao su ở sau rồi, cái này thì anh em về mình lấy cái gì mình gắn cũng được nha, để về cũng được, đánh không ảnh hưởng gì, cán gỗ cho mình. Trọng lượng của cần thì cân được là 360g, mã số 22 nha anh em, giá con này là giá 900 nha, đây 900.000 ạ. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần, thì mình chốt đơn cái liên hệ trực tiếp nha, số điện thoại em ghi như theo màn hình bên tay phải nha. Rồi chúc tất cả anh em nha có một ngày cuối tuần đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe, hẹn gặp video lần sau ạ. Anh em có xem được video cho việc đăng ký bật thông báo nha, để hỗ trợ thì hàng hóa về nhiều thì em sẽ lên video nhiều hơn cho mình, tham khảo các mẫu cần máy phụ kiện ạ.